Hello, chào toàn thể anh em nha. Nay làm cái video vui thôi. Mình thì chơi ná dở. Tự nhiên cái giờ khóa chặt cột. Cái ná này của thằng em nó cho nè. Na 7. Rồi đó là chặt gài nghe anh em. Dài gì nè. Rồi mình cắt. Mình có hai cái dũa à. Ngày nào đi làm về cũng rảnh ngồi giũa tiếng tí nè, sắp hoàn thiện rồi anh em. Thêm thế nào giờ mình giũa nó thành cái chặt cột luôn anh em, cũng sắp rồi, sắp hoàn thiện rồi anh em. Anh em thấy giũa xấu đừng có ném đá nghe anh em. Này là bằng tay nghe chứ không phải máy, hoàn toàn bằng tay, chỉ có hai cái dũa thôi. Dũa không gậy được 2 ngày rồi, hôm nay sắp xong rồi nè. Em bèn quay mà không quay cho anh em coi được, tại làm giờ sắp xong rồi. Mình tay vỗ cảm giác không ạ, nghe mình vỗ hai ngấn này nè, thấy không, nghe thấy rõ không, hai ngấn này nè, cho nó giữ thùng cột chứ. Này mình vỗ cho cái đầu nó quát quát chút, cặp bắn không yêu đó nè. Cái này từ chặt gài mà mình chế thành, mình tự vỗ theo ý của mình thành chặt cột luôn nghe anh em. Mình thấy chặt cột bắn nó ít đứt dây hơn. Mình bắn semi nghe anh em. Cái này anh em cho lúc trước đập chặt mấy cái rồi. Sớm giờ về vốn cái 30 phút rồi. Mình làm 6 giờ về. Rồi nó vô hết. Ngồi quần nó giờ cái tiếng đồng hồ đó nè. Xử lý cái này này mình chà với nhám 400 chứ 1600 800.000 tới 2.000 nó bóng nghe nè, này 800 tới 2.000 là bóng, chà nhám 2.000 là bóng rồi, hoàn toàn vũ bằng tay nghe nè em, không máy móc nghe nè em, tự canh luôn nè, canh hai đầu chạc này thấy đấy. Tự mình canh hơn mình luôn, canh bằng tay nghe anh em. Hình như nó còn chinh chinh thấy không đấy, chút mình xử lý đó tương đối thôi anh em ơi. Mình bắn không có canh, mình bắn truyền thống, thun dính vô đầu chạc, thun dính vô đầu chạc là mình bắn rồi. Mình không có canh góc gì được, bắn gì cầu thun dính đây là mình bắn được. Đấy, giũa tay chân mình cũng khoái chơi giặt nhôm nghe anh em, nhôm nhẹ một túi này kia rồi nó đỡ im. Này nhỏ lắm nè, bắn bắn đại 7 đạn bay nhanh lắm nè, tịch lắm. Xử lý cho nó đồng thế này xong mình rồi bằng tay không, mà mình lấy mấy cái đường rãnh này nè làm chuẩn thôi. Ra cũng không chính xác gì mấy, nhìn nó cũng hơi cười cười thấy không? Đó. Cái gì chứ lâu lắm nghe nè em, lâu lắm vũ mới xong nghe nè em.
2 ngày 3 ngày đó nè. Đũa tiếng nửa tiếng tiếng à, nhưng mình là dùng mặt phẳng của cây dũa cái mình canh. Trời, nói chung là sơ sơ thôi là mình quất rồi. Rồi vậy là mình chà nhám cái nữa mà nó bóng ngời luôn á nè. Này phải đá không? Ai cũng có tiền mua đá, mình có tiền mình chế đá thôi. Còn chặt dài mình không biết bắn nha anh em. Mình nữa đá chặt dài mà anh em mới cho rồi mình. Mình chế lại. Tự tạo cho mình một cái đá bắn nó ý nghĩa hơn nè. Đấy. Quả chật. Lòng chạc này có mắc cười lắm nghe. Mình cầm gì nè. Đấy. Vậy là mình quất được rồi. Đầu này chắc không ăn không đâu. Lấy nha. Mình cái đau mắt không bự bình nhỏ 2G. Mà không thành vấn đề đâu em ơi. Thay vì bắn đá gỗ, mình bắn đá này nó bền hơn. Rồi, xong anh em ơi. Đây cho anh em coi cận cảnh luôn. Đây. Mình dũa, chỉ có 2 cây dũa thôi. Nè thấy mắc cười nó ngắn ngủn rồi. Giờ mình chạy nhám nó bóng rồi. Rồi tạm biệt anh em. Hẹn anh em một video clip nào đó mình sẽ test cho anh em xem. Rồi tạm biệt anh em, nhớ đăng ký nghe anh em ủng hộ nha. Đi đóng tiền wifi rồi chứ. Rồi ok tạm biệt anh em. Chúc anh em năm mới vui vẻ nha. Đi săn thành công nha anh em.